Tối qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi Ban Chỉ huy các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên, Ban Chỉ huy các bộ về ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Để chủ động ứng phó với bão, giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ ngành thường xuyên theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão, quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi, thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão để có phương án chủ động phòng tránh. Các bộ ngành địa phương sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, tính đến sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông, khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.